mình đạt được trong buổi tối hôm nay. Và đó đã thể hiện được tất cả sự cố gắng, sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của Phạm Hương trong suốt thời gian qua. Và điều đó đã được thể hiện khi tất cả mọi người, tất cả khán giả dưới khán phòng đều vỗ tay, động viên và cổ vũ cho Phạm Hương. Thực sự khi được đứng trước sân khấu với rất là nhiều khán giả ở phía dưới thì cảm giác của Phạm Hương là được, chỉ mong muốn được cháy hết mình cho tất cả quý vị khán giả. Và khi biết mình được sánh tên trong top 5, đó là điều hạnh phúc và điều tuyệt vời nhất mà Phạm Hương không dám nghĩ tới trước đó. Và đó là lúc mà Phạm Hương cảm thấy rất là xúc động, và Phạm Hương muốn được cảm ơn tất cả mọi người, tất cả khán giả khi đã cổ vũ để Phạm Hương tự tin và mạnh mẽ biết tên mình được dưới trong top 5 đó. Tôi